đầu từ tháng 6 này có rất nhiều những chính sách mới nổi bật sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trong đó đáng chú ý là một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, như quy định về kinh doanh karaoke, quy định ở các lễ hội và việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Từ mùng 1 tháng 6 năm 2021, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ, làm thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh, phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc các hoạt động khác mang tính chất đồi trụy. Các hành vi cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 200 đến 500 nghìn đồng với hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định, nói tục, chửi thề, mặc trang phục không lịch sự gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội, phạt 500 nghìn đồng. Nghị định 43 năm 2021 quy định triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, tập hợp 9 nhóm với dữ liệu gốc là thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn khai thác thông tin về bảo hiểm có thể tra cứu qua Cổng Dữ liệu Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Thông tin Điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.